đây là đất nha. À, cô chú đợi tí xíu ha, để mấy anh chuẩn bị trái cây với tao mong cho cô xong hết cho mình cúng luôn hả cô. Dạ. Đây nè, chú Dương Minh nè, Dương Minh nè. Gì cô? Bé không nè, đó, 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 có sợi dây để xỏ chuỗi. À, trời ơi, mừng quá. Cô thấy chú với đại bà sư cô nó chợ bức rồi mà không biết mua ở đâu. Dạ. Ừ, nè, cái này nè, sỏi này nha. Giờ dạ, mình có quà rồi. Còn hơn cho tiền nữa. Bữa nay nè, tôi nói chú nghe, bữa nay là tôi lên nhỏ em. Tôi mua gạo nè, đường, bột ngọt, dầu ăn để ngồi xe chút chạy lại nhà chỗ đó. Ở chỗ nhà đó. Phải bữa tôi coi tôi thấy chú lại đó chú trao tiền, chú mà hỏi chứ. Cái cô mà anh trả tiền gì phòng trọ đó anh, cái vụ cái đợt đó đó. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Cái này anh hỗ trợ á. Cái này còn cô còn hơn cho tiền cô nữa. Cho tiền cô còn quý chứ. Rồi rồi đúng nha. Mừng quá. À. Ơi, con gái ngang cô. À rồi rồi. Đó thì bây giờ cô chú hấp hang cho con Nam. Còn hơn cho tiền quý mình chi cái quý luôn. Anh mình vừa cúng cho cậu xong hay bất ngờ là có lòng ha. Vừa chúng xong là mình có lọc luôn á quý chú chị ơi. Thôi giờ đi né né lên tí xíu cho cô. Đến đây cô chú đang biến cậu hả, đang thắp hương cho cậu nha cô chú anh chị. Đang cúng cơm nha cô chú anh chị. Ôi, con đến quá trường đông luôn này cô chú anh chị ơi. Đó, hôm nay là thứ bảy nha cô chú anh chị. Ôi, khán giả đến rất là đông cô chú anh chị. Sau khi anh Di Minh cúng thì lần nào cũng để ý là khi sau khi anh cúng thì bà con về rất là đông luôn. Đó là sự trùng hợp luôn á cô chú anh chị. Thì mấy anh sợ là đậu xe vô ngang lần không đậu xe tự nhiên ve liền. Chung bà con bác cũng không biết ha, nên là cũng mấy anh em mình cũng hướng dẫn. Chào anh lơ gặp đây sao anh dặn đây à, quê mình ở đây hay sao? Quê ở Đồng Tháp. Đồng Tháp, ồ Đồng Tháp quê của mình đó rồi. Em chào anh nha. Dạ. Em chào anh chị. Mình đi hôm nay với gia đình đông không anh? Đi 6 người nhóm luôn. Người nhóm luôn ha. Gia đình mình luôn ha. Trời ơi, phải Đồng Tháp quê tôi phải sáng sớm đi sớm là lụm được 2 tỷ rồi. 2 tỷ rồi. 2 tỷ đóng hơi còn tỷ 8. À vì mình khác 50 tờ giấy số của chị Hồng Ngọc á quý cô chú anh chị. Mình gọi mà cho giấy số hả? Dạ. Dạ. À, ngày mai là con phát 50 tờ nữa đó. Vậy hả? Bà con nào đến sớm con phát sớm. Hết thôi. À. Đúng ra là phát 100 tờ luôn nhưng mà chị Hồng Ngọc á chị nghĩ là sẽ ít khán giả. À. Cho nên là chia ra 2 ngày nhưng mà thật sự mới có buổi sáng không mà. À, hết trơn rồi. Đúng rồi. Gặp bữa nay thứ bảy nữa, thứ bảy chủ nhật. Tại vì chị đâu bảy chủ nhật là khán giả sẽ đông lắm cô chú anh chị. Đông như thế nào đâu. Nội xương không buổi sáng không là hết 50 tờ rồi. Ủa nay chú Niêu không có tới hả? Dạ. Mấy bữa thấy có chú Niêu. Dạ anh hình như bận việc á cho nên là không có tới. Dạ. Ngày qua hình như tôi thấy chú Tiểu đi xuống nhà Hồng Loan nè. Dạ. Ừ. Đó mà hỏi chú Tiểu nói là em của chú Tiểu á. Chú Tiểu. Chú coi trong mạng nói là chú Tiểu chú mặc mà quần đen áo trắng đàng hoàng. Kiến còn để còn hỏi câu hỏi chú Tiểu. Trời ơi chú nhà chú lâu quá. Chú Tiểu không phải anh, em của em á. Đây chắc chú
chuyện nó giỡn á, chuyện nó giỡn với con á. Chứ không biết chứ tiểu mà. Chọc lận nay ra bông nhiều quá ha. Mà đang cúng cơm cho cậu Năm nha cô chú anh chị. Này này cái nó đâm nhiều hơn, còn bên bển nó bị ít hơn. Có khán giả đi xung quanh để viếng mộ của những cái nghệ sĩ nằm gần trong của cậu Năm Vũ Linh, cô chú anh chị. Thì trong đây là cái khu mộ của nghệ sĩ đó, nên mà khi về viếng mộ của cậu Năm thì mấy cô chú anh chị cũng viếng những cái mộ phần xung quanh nghệ sĩ luôn đó. Đó, mấy con rồng này thì với lại cái bình lục bình này cũng đang ra hoa rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đặc biệt là những cái đuôi nè, đó quá trời bông luôn nè, đó mấy cái đuôi này là bông nhiều lắm, bởi vì trên cao quá nên là không có bị con hu nó ăn, còn ở phía dưới này thì bị nó ăn đó cô chú anh chị, đó nên ra cũng có phần ít hơn, thấy không? Đó, có đổ nhiều nhất là ở phía trên đầu, đó, ở trên đầu và ở dưới đuôi. Đó, ở trên đây cũng vậy luôn, đó. Bất ngờ là đang cúng cơm thì mấy cô chú và anh chị về viếng rất là đông luôn. Quạt thì hôm nay sao thấy khá có cây này à? Còn hai cây kia thì sao thấy để ở trong cái hùng này luôn rồi. Chắc là tại vì anh này bình thường là anh dông hay lấy ra áo vàng á, thì anh nghĩ chắc là do mưa đó cô chú anh chị, nên là khi mà để mấy cái cây quạt đó ra đó thì sẽ bị ướt. Đôi lúc sơ xuất do mình bận việc, mấy anh em bận việc ở đây quay hoặc là mưa gió đồ, còn cái quạt này thì mưa vẫn bình thường, nó không có ướt. Hả? Tụi thứ hai. Kêu cô Hằng đi, kêu cô Hằng. Thì Tiên cũng vừa cập nhật xong tình hình ở mộ của cô Năm trong buổi trưa đó cúng cơm. Thì cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Huyền Tiên để mỗi ngày một phát triển nha. Và đừng quên là bấm like và đăng ký nha. Rồi chúc cho cô chú anh chị có một cái sức khỏe thật là tốt. Và đừng quên là đem theo áo mưa mỗi khi ra đường nha. Bởi vì nay là vào mùa mưa rồi đó cô chú anh chị. Thì mình phải nên bảo vệ sức khỏe của mình nha.